đợi lâu quá, mình buồn ngủ quá đi, nằm xíu chắc không sao đâu nhỉ. Chuyện phòng mở thôi. Thấy em nhìn lướt khi vào show, biết ngay là cả anh cần câu. Có ngay cả nhìn thấu, mấy giờ rồi nhỉ? Không ai cứu được đâu. Hắn ta đâu rồi nhỉ? Baby girl, anh để đi kiếm chứ, mình lo quá. Anh đón em buổi sáng, em cho anh chờ lâu. Xung quanh khu em nguyên một hàng dâu. Em ra cười ngại, không nói một câu. Anh bảo thoải mái. Y tá ơi, hắn ta sao rồi? Chúng tôi đã kiểm tra cho thấy hắn ta hút rất nhiều thuốc lá và bị đau gan, hở van tim, ta chảy và không qua khỏi nên bệnh nhân đã chết. Anh bún chả, cảm thấy cá hồi được vừa rồi hơi suy người. Anh đã là khi một cuốn trà đá nên là lên Đà Lạt phút tour cho nó chill day. Visa lại ra tiêu đề. Em bảo anh là yêu ghê. Book một Airbnb thì mình chưa mê. Một ngày con áo phao xong mình ngắm sao. Vặn gà trên đồi xong rồi tán nhau. Soi tướng phụ thêm một cái chán cao cũng có một sự tình cảm thôi. Ta nói nó mát, tắm xong rồi thay quần áo thôi. Đi mua đồ ăn để tối còn ăn cơm. Không mẹ đánh mình chết, lấy túi đi mua thôi. Bầu trời đẹp thế. Nấu đồ ăn thôi. Đồ ăn cũng ngon đấy. Thế bao giờ mới có người yêu hả? Người ta có cháu rồi đấy, còn tao thì còn chưa một đứa con rể. Mai mày phải đi xem mắt lúc 8:40. Vâng, con biết rồi. Phiền ghê, vào xem con lần mới được đăng ký giờ. Chán thật, con Caesar đó có người yêu rồi. Mà chị đó thì còn chưa có một mối tình. Thôi kệ nó. Cũng tối rồi, mình đi ngủ thôi. Mới kể được đến tập 322. Mấy giờ rồi nhỉ? Xem mấy giờ rồi. Mau ơi, dậy chưa? Con dậy rồi. Trên mẹ 8:35. Thay quần áo thôi, còn đúng 5 phút nữa. Xong rồi mết thôi. Ăn sáng không đói. Đi thôi. Vâng.